Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban dân vận Thành ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo để các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc để bảo đảm an toàn, công tâm, công bằng, khách quan, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong thi cử. Tại huyện An Dương, mô hình trồng thử nghiệm giống cây mới theo nghị quyết 19 của Hội đồng Nhân dân thành phố đem lại hiệu quả tích cực trong việc phát triển vùng sản xuất rau quả tập trung. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra vào sáng nay, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao hệ thống dân vận các cấp từ thành ủy đến cơ sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đóng góp quan trọng vào việc giữ cho Hải Phòng thực sự an toàn trước dịch bệnh. Nhấn mạnh đến nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị hệ thống dân vận các cấp cần nắm chắc tình hình dân vận, tình hình tôn giáo, nhất là tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội 16 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác dân vận chính quyền, mô hình dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó, tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và thiết thực của dân vận trong công tác bảo vệ môi trường, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, hỗ trợ các gia đình chính sách và hộ nghèo sửa chữa nhà ở, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Nhằm bảo đảm an toàn, công tâm, công bằng, khách quan, tuyệt đối không xảy ra tiêu cực gian lận trong thi cử, sáng nay, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 thành phố Hải Phòng tổ chức họp triển khai phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban chỉ đạo. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp, cùng dự có đại diện các sở ngành đơn vị địa phương liên quan. Dự kiến năm nay sẽ có 18.619 thí sinh tại Hải Phòng đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, 785 phòng tại 42 điểm thi cùng 42 phòng của 14 điểm thi dự trữ được bố trí tại tất cả các quận huyện, tạo điều kiện cho các thí sinh không phải di chuyển quá xa để tham gia kỳ thi. Hơn 2.012 giáo viên được huy động tham gia công tác coi thi, giám sát, trật tự viên. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 sẽ chính thức diễn ra vào các ngày 16 và 17 tháng 7 tới đây. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, dự kiến sẽ có khoảng hơn 18.896 thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập tại 46 hội đồng thi với 850 phòng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2020-2021 thành phố, nhấn mạnh đây là hai kỳ thi quan trọng được xã hội hết sức quan tâm và có nhiều điểm mới. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thành phố ra soát lựa chọn đội ngũ cán bộ giáo viên có phẩm chất, năng lực trực tiếp thực hiện công tác soạn, thẩm định, in ấn, vận chuyển đề thi, coi chấm thi, tổ chức tập huấn kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên làm công tác thi về những thay đổi, điểm mới của kỳ thi năm nay. Lực lượng công an thành phố tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi, an toàn giao thông trên các tuyến đường, nắm tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc gian lận trong thi cử bằng thiết bị công nghệ thông tin. Ủy ban nhân dân các quận huyện thành lập các ban chỉ đạo, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm toàn diện tại các điểm thi tại địa phương mình, bảo đảm an toàn cho thí sinh trong quá trình dự thi. Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn thực phẩm và bố trí lực lượng trực cấp cứu tại các điểm thi. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về kỳ thi, nhất là các điểm mới cần lưu ý cho thí sinh và phụ huynh học sinh biết, nắm rõ. Bên cạnh đó, việc bảo đảm cấp điện, nước, thông tin liên lạc trong những ngày diễn ra kỳ thi cũng cần được quan tâm, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 6 năm 2020,
thu hút đông đảo đội ngũ báo cáo viên các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố tham dự. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên thành phố được thông tin những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8, quán triệt nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 12 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên thành phố tập trung tuyên truyền công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Đại hội 13 của Đảng. Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 6 và tháng 7 tới. Với mục tiêu tái khởi động lại các hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan, củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước sau thời kỳ đại dịch COVID-19, sáng nay tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hải Phòng, Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Hoàng gia Thái Lan, Thường vụ Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, phối hợp với công ty Vinesat tổ chức tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2020 tại Hải Phòng. Tới dự có ông Tani Sakrat, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành. Tuần lễ sản phẩm Thái Lan diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 28 tháng 6 với sự góp mặt của 40 công ty, hiện là các nhà nhập khẩu chính thức sản phẩm Thái Lan vào Việt Nam. Với 67 gian hàng, các doanh nghiệp trưng bày và bán các sản phẩm đa dạng từ thực phẩm, đồ uống, quả tươi, đồ dùng gia đình, may mặc, trang sức, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, đồ trang trí, lưu niệm và các sản phẩm khác được nhập khẩu từ Thái Lan với chất lượng tốt. Năm nay, do dịch COVID-19 đã khiến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp của chúng tôi và đất nước của các bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong những năm trước, sự kiện này sẽ có sự góp mặt của cả doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam. Nhưng do dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp lớn của Thái Lan cũng không thể có mặt trong tuần này, mà hầu hết là các doanh nghiệp của Việt Nam. Nhưng đây là các nhà nhập khẩu lớn chính thức. Các doanh nghiệp sẽ giúp cho chúng tôi quảng bá và đưa các sản phẩm Thái Lan có chất lượng tốt đến với người tiêu dùng của Việt Nam. Chúng tôi mong muốn rằng sẽ có thêm nhiều tuần lễ sản phẩm Thái Lan được tổ chức để có thể tăng cường quảng bá, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp của hai nước, người tiêu dùng của thành phố Hải Phòng tiếp cận được nhiều hơn với các sản phẩm của chúng tôi. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Thái Lan là điểm sáng ấn tượng trong quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt 17 tỷ đô la Mỹ, hướng tới mục tiêu 20 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan là nhà đầu tư lớn thứ 9 với 558 dự án và gần 11 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký. Ngoài ra, hai nước còn hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kết nối, du lịch, khoa học công nghệ, lao động, văn hóa giáo dục, đạt được nhiều kết quả khả quan. Việc tổ chức tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại thành phố Hải Phòng là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp gặp gỡ, giao thương, thúc đẩy giao lưu thương mại, văn hóa giữa Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng với Thái Lan. Về lĩnh vực kinh tế giao thương, Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ gắn bó lâu đời. Thái Lan là nhà nhập khẩu lớn trong khối ASEAN đối với Việt Nam, cho nên giao thương là yếu tố quyết định kéo nền kinh tế của cả hai nước tiến lên trong thời gian tới. Chính vì thế, chúng tôi rất mong muốn doanh nghiệp của cả hai nước ngày càng gắn bó để đẩy mạnh xuất nhập khẩu đạt mục tiêu 20 tỷ đô la. Hải Phòng là thành phố cảng có rất nhiều doanh nghiệp đến đầu tư ở các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi mong muốn thành phố Hải Phòng sẽ tạo điều kiện giúp cho các doanh nghiệp của Thái Lan đầu tư vào thành phố Hải Phòng trong thời gian tới. Với tổng số 6 tuần lễ sản phẩm Thái Lan được diễn ra đều đặn hàng năm, nhận được sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng và doanh nghiệp của Việt Nam, không chỉ tạo không gian mua sắm cho người tiêu dùng Hải Phòng, giúp tiến hoạt động giao thương và giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước. Trong thời gian tới, thông qua Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế, sẽ có thêm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Thái Lan có thể tìm kiếm thị trường, đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh vào thành phố Hải Phòng, gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước. Xây dựng Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, kỷ luật kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố là mục tiêu đặt ra tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng nay.
Nhiệm kỳ 2015-2020 dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng và thống nhất cao, Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính đã phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố tăng vượt bậc, bình quân tăng 10,4% một năm. Thu nội địa tăng đột phá với 21% một năm, gấp 2,7 lần giai đoạn 2011-2015, đạt trung bình hơn 24,7 ngàn tỷ đồng một năm, vượt trước 3 năm chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15. Chi ngân sách nhà nước bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả, đóng vai trò quan trọng, trực tiếp thúc đẩy, điều hành mọi hoạt động kinh tế xã hội của thành phố. Giai đoạn 2016-2020, tổng chi đầu tư cho phát triển đạt hơn 45.000 tỷ đồng, gấp 4,18 lần so với giai đoạn 2011-2015. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, liên tục trong các năm, cơ quan Sở Tài chính đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Sở Tài chính đặt các mục tiêu chủ yếu, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về thu chi ngân sách do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố giao hàng năm. 100% chi bộ trực thuộc và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp từ 8 đến 12 quần chúng ưu tú vào Đảng, không có đảng viên, công chức vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên, mỗi năm xây dựng ít nhất một mô hình dân vận khéo. Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ cao, Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính khóa mới gồm 7 đồng chí, bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự quyết đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan thành phố lần thứ 6. Chiều nay, Huyện ủy An Lão tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình Đại hội các chi Đảng bộ trực thuộc huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện An Lão lần thứ 7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Lão đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường, các nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, sâu rộng, đi vào cuộc sống. 6 tháng đầu năm, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, huyện ủy An Lão đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. 6 tháng cuối năm, huyện ủy An Lão tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường thu ngân sách và thu hút vốn đầu tư trên địa bàn, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, xây dựng xã Tân Dân trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Về tiến độ tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đến hết tháng 2 năm 2020, 266 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện An Lão đã tiến hành xong đại hội. Đối với 64 chi Đảng bộ trực thuộc huyện ủy, đến ngày 9 tháng 6 cũng đã hoàn tất việc tổ chức đại hội. Hiện nay, Đại hội Đảng bộ huyện An Lão lần thứ 8 đang được tích cực chuẩn bị mọi mặt để diễn ra vào cuối tháng 7 tới theo đúng kế hoạch. Trong phần tiếp theo của chương trình, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, nhất là đối với học sinh bậc tiểu học trong việc giảm nguy cơ ô nhiễm từ nhựa, túi ni lông trong cộng đồng. Chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2020 được đánh giá cao về chất lượng, chương trình, hiện đại và mới mẻ trong cách thể hiện, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán thính giả. Nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, nhất là đối với học sinh bậc tiểu học trong việc giảm nguy cơ ô nhiễm từ nhựa, túi ni lông trong cộng đồng, sáng nay Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố phối hợp với Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền tổ chức buổi tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa, thu hút sự quan tâm của đông đảo các em học sinh. Rác thải nhựa đang là một vấn đề được toàn xã hội quan tâm bởi nó đang hàng ngày hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người. Tại Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu, kịp thời để giảm thiểu những tác động tiêu cực của rác thải nhựa đến cuộc sống. Một trong số đó là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em học sinh ngay từ nhỏ. Bằng hình thức tuyên truyền phong phú, dễ hiểu, dễ nhớ, hài hước, dí dỏm, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, đội ngũ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Môi trường đã truyền đạt cho các em học sinh nhà trường những kiến thức về cách nhận diện các loại nhựa, sản phẩm nhựa và tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, con người và sinh vật, để từ đó hướng tới thực hiện các biện pháp loại trừ, hạn chế rác thải nhựa trong đời sống hàng ngày, xây dựng thói quen tích cực, góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường.
Trước đây ở trường em đã tổ chức thật nhiều chương trình vì một môi trường xanh sạch đẹp, nhưng hôm nay có các chú công an đến đây cho em hiểu biết thêm về rác thải nhựa. Em mong muốn là hãy chung tay chống rác thải nhựa, góp phần giữ gìn hành tinh xanh ạ. Em cảm thấy buổi tuyên truyền hôm nay rất là bổ ích và sinh động. Cảm ơn các cô chú vì đã tổ chức chúng em buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Không chỉ có các kiến thức bổ ích, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát môi trường còn kết hợp với các em học sinh biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hoạt cảnh dí dỏm, đáng yêu, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nói chung, người cảnh sát môi trường nói riêng, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giải cho các bức tranh tham gia cuộc thi bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa. Đây là một hoạt động rất là thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với thực tế về cái tác hại của môi trường hiện nay. Trong thời gian tới thì Hội Phụ Nữ các đơn vị cơ sở khác trong Công an Hải Phòng chúng tôi, với các đặc thù công tác của từng đơn vị, sẽ có những hoạt động tuyên truyền phù hợp với tính chất công tác chuyên môn của chúng tôi trên nhiều lĩnh vực. Là một trong nhiều hoạt động thực hiện công trình Phụ Nữ Công an Hải Phòng vì thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hoạt động tuyên truyền, công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa đã bước sang năm thứ hai thực hiện, góp phần cùng với thành phố và đất nước nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa. Từ đó, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực và hiệu quả trong vấn đề này. Thưa quý vị, hai số vừa qua lên sóng của chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2020 được đánh giá rất cao về chất lượng chương trình, hiện đại và mới mẻ trong cách thể hiện. Những khách mời tham gia thì đều đến từ những đơn vị uy tín, có chuyên môn và nhiệt tình trong việc tư vấn định hướng cho khán thính giả. Tất cả những điều này đều thể hiện bằng những con số được tính như là lượt tiếp cận, lượt chia sẻ cảm xúc và sự tương tác với khán thính giả. Hai số vừa qua được lên sóng đều để lại những ấn tượng rất tốt đẹp. Số tiếp theo trực tiếp vào tối ngày 26 tháng 6 cũng sẽ hứa hẹn mang đến cho quý vị khán giả một chương trình hấp dẫn và chất lượng. Hai tuần liên tiếp, chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh 2020 được lên sóng vào tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình THP+, kênh phát thanh 93,7 MHz và kênh fanpage THP của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán thính giả. Việc ra đời một chương trình lên sóng trực tiếp định kỳ hàng tuần cũng là một thách thức với ekip thực hiện. Tất cả các khâu, từ lên kịch bản, tổ chức sản xuất, liên hệ khách mời, thực hiện các clip giao sóng, thực hiện ghi hình cho phóng sự chèn, set up trường quay đều được thực hiện liên tục. Tuy vậy, những người làm chương trình vẫn cố gắng hết mình từng khâu chuẩn bị sao cho kỹ lưỡng và chỉn chu nhất. Tất cả với mong muốn mang đến cho quý khán thính giả một chương trình đáng xem. Tối 26 tháng 6 này, với sự góp mặt của ba vị khách đến từ Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng, phòng tuyển dụng công ty LG Display và một sinh viên từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng, cho đến nay đã có một sự nghiệp vững chắc, thu nhập cao nhờ biết lựa chọn công việc ngành nghề phù hợp. Quý vị và các bạn, nhất là những em học sinh chuẩn bị tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, muốn biết những câu chuyện xung quanh hay như việc tuyển dụng vào một doanh nghiệp FDI như của Hàn Quốc, liệu có khó, trình độ hoặc điều kiện gì để người lao động được tuyển vào làm việc? Mức lương, chế độ đãi ngộ, các chính sách hỗ trợ người lao động? Mời quý vị hãy đồng hành với chúng tôi từ 20 giờ đến 21 giờ tối thứ Sáu ngày 26 tháng 6. Rất nhiều thông tin chắc chắn sẽ hữu ích đang chờ đón quý vị và các bạn. Với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, huy động mọi nguồn lực trong công tác xóa nghèo, trong 5 năm qua, tỷ lệ giảm nghèo hàng năm của quận Hải An đều vượt chỉ tiêu thành phố giao. Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,07%, vượt xa so với chỉ tiêu thành phố giao. Kết quả này đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hải An lần thứ 3 đã đề ra. Huy động xã hội hóa trong xóa nghèo là cách mà các địa phương của quận Hải An đang triển khai để huy động mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Không chỉ hỗ trợ xây sửa nhà, nhiều hộ khó khăn đặc biệt còn được hỗ trợ thêm kinh phí hàng tháng để trang trải cuộc sống, bởi hầu hết những hộ này đều tuổi cao, sức yếu, bị bệnh hiểm nghèo, là người đơn thân, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Nhiều năm qua, mặc dù tuổi già, sức yếu, bà Trần Thị Nội, 88 tuổi, ở tổ dân phố Đoạn Xá 4, phường Đông Hải 1, vẫn gắng gượng để nuôi hai cháu nội mồ côi, chăm ngoan, học giỏi. Chia sẻ khó khăn với gia đình, địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội đã vận động các nhà hảo tâm xây dựng căn nhà tình nghĩa và trợ cấp một phần kinh phí sinh hoạt giúp gia đình bà với bớt khó khăn. Cũng nhờ gia đình họ hàng rồi thì là đoàn thể phường xây cho cháu cái nhà, thế rồi giúp đỡ cháu học hành,
thêm vào với tôi, chứ tôi có tí vốn nào thì cũng nuôi cháu hết rồi, cũng không còn cái gì nữa rồi. Thế nên là đoàn thể các anh các bác ở trong phường cũng giúp đỡ, rồi thì các nhà tài trợ người ta cũng hỗ trợ cháu mỗi người một tí thêm vào. Hội chữ thập đỏ phường Đông Hải 1 thì chúng tôi như vậy là trong ban thường vụ, chị em cũng đi vận động tất cả các nhà hảo tâm, rồi các cơ quan doanh nghiệp, rồi các đội thiện nguyện như vậy mình kết nối, thì cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho tất cả các hộ nghèo, rồi hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ khuyết tật trong địa bàn phường, thì cũng giúp cho các gia đình, cái thứ nhất là về tiền, vật chất cho các gia đình vượt qua lúc khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của quận ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020, phấn đấu giảm dần số hộ nghèo trên địa bàn theo chuẩn quốc gia còn 0% vào năm 2020. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các phường, đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị giới thiệu tạo việc làm, thực hiện dự án và mô hình giảm nghèo, giúp người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với trị giá hơn 5 tỷ đồng. Huy động các nguồn lực xã hội, nhất là huy động nhận trợ giúp, trợ cấp kinh phí sinh hoạt hàng tháng cho các hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội. Hộ có người ốm đau, khó có điều kiện thoát nghèo, giúp hộ nghèo có điều kiện hơn để ổn định cuộc sống. Tính đến đầu tháng 1 năm 2020, Ủy ban nhân dân các phường vận động trợ giúp thoát nghèo cho 11 hộ với kinh phí gần 95 triệu đồng. Còn lại 14 hộ nghèo được 5 doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí sinh hoạt hàng tháng với tổng số tiền là 168 triệu đồng. Đây là những hộ nghèo cuối cùng của quận Hải An được xóa. Hiện chỉ đạo của quận ủy và đặc biệt là của đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và sự vào cuộc của tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt các đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, thì tất cả các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn quận mà có cái số nguồn thu cũng như là cái việc mà đóng thuế cho nhà nước và hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính, bảo hiểm xã hội, thì tất cả những doanh nghiệp này đều hết sức ủng hộ. Và thực chất là mỗi doanh nghiệp sẽ nhận 2 cho đến 3 hộ gia đình hỗ trợ các cái nguồn kinh phí sinh hoạt hàng ngày theo cái quy chuẩn của chuẩn nghèo giai đoạn mới 2015-2020 theo cái quyết định 59, là các doanh nghiệp là sẽ có những cái cam kết để trong những năm tiếp theo lại tiếp tục tài trợ cho những hộ nghèo phát sinh hoặc là tái nghèo trở lại. Thì dứt điểm là trong từ năm 2020 trở về sau thì quận Hải An chúng tôi sẽ không còn các cái hộ nghèo nữa. Trên địa bàn quận còn nhiều hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm chậm, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo cao. Do vậy, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân quận tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường duy trì hoạt động của ban vận động hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục huy động nguồn lực trợ cấp, trợ giúp các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt, các hộ không may bị rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn nhằm tránh tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Nghị quyết số 19 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, sau khi được ban hành đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những mô hình thực tế. Tại huyện An Dương, mô hình trồng thử nghiệm giống cây mới theo Nghị quyết 19 là chanh leo đã được triển khai, bước đầu tạo hướng đi mới cho người dân địa phương và đem lại hiệu quả tích cực trong việc phát triển vùng sản xuất rau quả tập trung. Mô hình trồng thử nghiệm giống chanh leo được triển khai nhằm đánh giá khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của cây chanh leo tại Hải Phòng trước khi triển khai trên diện rộng. Theo Nghị quyết 19 của Hội đồng Nhân dân thành phố, tại huyện An Dương, giống cây chanh leo được trồng thử nghiệm trên diện tích 5 hectare. Bước đầu, Trung tâm Khuyến nông thành phố tổ chức triển khai trên diện tích 720 m2, giao cho ông Nguyễn Thanh Hiệp, nông dân xã An Hưng, đảm nhiệm, đưa vào trồng từ tháng 1 năm nay. Đến nay chuẩn bị cho thu hoạch lứa quả thứ hai. Khi quả chanh leo bắt đầu đổi màu và chín từ 1/3 quả là có thể thu hoạch. Đánh giá cái bước ban đầu ấy, thì thấy là chanh leo ở cái vùng đất mình là thấy nó phù hợp, quả ra tốt và cây phát triển rất là thuận lợi. So với lại trồng những cây khác thì nó ưu thế hơn. Ví dụ như là nếu mà so với lúa thì nó chắc chắn là sẽ hơn, mà nó lại có cái hay hơn nữa là nó đỡ bị chuột phá. Thời gian tới, khi diện tích chanh leo thử nghiệm cho kết quả tốt, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Dương sẽ tiếp tục triển khai mô hình trên toàn bộ diện tích 5 hectare theo kế hoạch được giao. Thực hiện Nghị quyết 19 của Hội đồng Nhân dân thành phố, huyện An Dương triển khai trồng thử nghiệm 5 hectare chanh leo, 5 hectare ổi ruột đỏ và 10 hectare thanh long ruột đỏ tại các xã An Hưng, An Hồng.
Thời điểm này, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với các ngành đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai mô hình trồng thử nghiệm giống ổi ruột đỏ tại xã An Hồng trong quý 4 năm nay. Nghị quyết 19 của Hội đồng Nhân dân thành phố về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã góp phần khuyến khích người nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khắc phục tình trạng bỏ ruộng không canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đối với huyện An Dương, nếu thực hiện hiệu quả, sẽ góp phần chuyển đổi 145 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, hướng tới hình thành vùng sản xuất tập trung để cung cấp cho doanh nghiệp chế biến tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập đời sống của người dân khu vực nông thôn trên chính đồng đất quê hương. Thưa quý vị, hôm nay mùng 5 tháng 5 âm lịch là ngày Tết Đoan Ngọ, một trong những ngày Tết truyền thống ở Việt Nam cũng như một số nước Đông Á. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Tết Đoan Ngọ mang những ý nghĩa khác biệt khi nó gắn liền với quan niệm sự tuần hoàn của thời tiết và là dịp để thờ cúng tổ tiên, cầu cho mùa màng tươi tốt, đời sống ấm no. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là ngày Tết Đoan Ngọ. Và theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số khu chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng, thì ngay từ sáng sớm, các mặt hàng hoa quả và rượu nước đã được bày bán rất nhiều và tương đối đắt hàng. Người dân thì cũng đã có sự chuẩn bị ngay từ sáng sớm và thậm chí có những người đã chuẩn bị ngay từ chiều tối ngày hôm qua. Tết Đoan Ngọ đã tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian phương Đông. Đoan là mở đầu, Ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Và ăn Tết Đoan Ngọ thường là ăn vào buổi trưa. Mỗi vùng miền sẽ có những tục lệ và món ăn khác nhau theo tập quán từng địa phương. Nhưng rượu nếp và các loại quả như mận, vải thiều là những món ăn và trái cây không thể thiếu. Nhà mình thì buổi sáng nay mình dậy, giờ mình đi mua hoa quả này để mình thắp hương. Ngày Tết Đoan Ngọ chỉ ra đi mua những cái gì cho gia đình thôi? Trong ngày Tết Đoan Ngọ thì buổi sáng thì mình dậy là mình cũng có chuẩn bị như là về các một số loại hoa quả, ví dụ như là có đồ chua này, có những món ngọt này. Đấy, và thường ra thì ngày Tết Đoan Ngọ thì người ta hay dùng cả rượu nếp nữa. Và theo như là bố mẹ mình thường nói thì là ngày Tết Đoan Ngọ thì buổi sáng mình không nên ăn cái gì cả, và mình dậy mình sẽ ăn chút rượu nếp và ăn hoa quả trước, sau đó mới ăn sáng sau trong ngày Tết Đoan Ngọ này. Ở Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được dân gian gọi bằng cái tên dân dã hơn là ngày giết sâu bọ. Đây là một trong những ngày lễ truyền thống có nội hàm văn hóa phong phú. Người Á Đông quan niệm rằng thời điểm này, quả trên cây, lá trên cành bắt đầu đâm hoa kết trái và cúng tổ tiên để mong mùa màng bội thu. Trong nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục mai một dần, nhưng Tết Đoan Ngọ vẫn được người Việt duy trì, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng. Việc ăn hoa quả vào buổi sáng thì thứ nhất là nó theo một cái quan cái tục lệ của người dân Việt Nam là để đẩy lùi cái bệnh tật và gia đình quây quần bên nhau. Trong quan niệm của dân gian thì nó sẽ giúp cho mùa màng bội thu hơn và có nhiều cái thắng lợi trong nhà nông nghiệp. Người Việt Nam thường ăn Tết này tại gia đình, cả nhà quây quần bên nhau ăn những thứ quả chua, mong xua đuổi bệnh tật. Nhiều gia đình dâng bánh do, trái cây hay rượu nếp lên ban thờ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Xã hội phát triển, nhiều phong tục dần bị mai một. Thế nhưng Tết Đoan Ngọ vẫn giữ nguyên nếp xưa và tồn tại bền bỉ trong tâm thức và đời sống văn hóa của người Việt, với những nội hàm ý nghĩa mang giá trị nhân văn sâu sắc. Tết Đoan Ngọ là một trong những nghi lễ truyền thống gắn liền với kinh nghiệm của người dân lao động về sự tuần hoàn của quy luật tự nhiên, thời tiết tác động đến sức khỏe, sinh hoạt của con người cũng như là hoạt động sản xuất mùa vụ trong năm. Hiện ở một số làng quê Việt Nam vẫn còn giữ nếp xưa, rất coi trọng ngày Tết này. Sau Tết Nguyên đán, Tết Đoan Ngọ là cái Tết sum họp đầm ấm nhất và có nhiều tục lệ gắn kết với đời sống của người dân. Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch là thời điểm chuyển mùa, bước vào mùa nắng nóng, côn trùng và sâu bệnh có điều kiện phát triển nên người nông dân phải chú ý diệt trừ sâu bọ. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm lễ, thắp hương thờ tổ tiên. Cùng với một số đồ lễ khác, món cơm rượu nếp thơm lừng là một trong những món ăn đặc trưng không thể thiếu trong ngày này. Làng Đồng Giá, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên là một trong số ít địa phương duy trì nghề làm món cơm rượu nếp để phục vụ nhu cầu của người dân. Bây giờ chúng tôi không biết là đời thứ mấy của các cụ, nhưng mà cái nghề này là vẫn được duy trì. Từ cái sản phẩm lúa nếp, thế làm ra cái cốm để phục vụ cho ngày Tết.
bây giờ là cơ chế và phát triển kinh tế, con cháu chúng tôi bây giờ đi công ty hết rồi, thực chất như thế. Nhưng mà không bỏ được cái nghề này, bởi vì tức những cái ngày này là gia đình nào cũng huy động con cháu về là tập trung vào để làm, mà chính như bây giờ là trẻ là nó tiếp thu rất nhanh. Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, không ít giá trị truyền thống đang dần bị mai một. Nhưng với lòng yêu nghề, trân trọng các giá trị truyền thống của cha ông để lại. Và mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, làng Đồng Giá lại nhộn nhịp đêm ngày, nhà nhà sản xuất món cơm rượu nếp truyền thống thơm lừng, để rồi mỗi người dân lại được thưởng thức hương vị thơm ngon của cơm rượu nếp và thả hồn trong nét đẹp văn hóa dân tộc. Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ thi công tuyến ống thoát nước thải D1200 ngang đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5. Để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công tuyến ống thoát nước thải D1200 ngang đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 tại km 98+698 nút giao với đường Bương An Kim Hải, Hoàng Minh Thảo. Kể từ 0 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2020, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng tổ chức giao thông tạm thời tuyến đường Nguyễn Văn Linh và các tuyến đường lân cận. Cụ thể như sau: chiều từ cảng Hải Phòng đi Hà Nội cho phép xe ô tô lưu thông, cấm xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lưu thông qua khu vực thi công. Phân luồng cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lưu thông theo lộ trình đường Nguyễn Văn Linh đến đường Chợ Hàng đến đường Nguyễn Văn Linh. Chiều từ Hà Nội về cảng Hải Phòng cho phép xe khách, xe con, xe tải có khối lượng chuyên chở không lớn hơn 3,5 tấn lưu thông qua khu vực thi công. Cấm xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, xe lái có khối lượng chuyên chở trên 3,5 tấn lưu thông qua khu vực thi công. Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lưu thông theo lộ trình đường Nguyễn Văn Linh đến đường Đồng Thiện, đường Thiên Lôi đến đường Hồ Sen, cầu Giàu 2. Xe tải có khối lượng chuyên chở trên 3,5 tấn lưu thông theo lộ trình quốc lộ 10 đến đường trục đô thị Bắc Sơn đến đường Nam Hải đến đường Hồ Sen, cầu Giàu 2 đến đường Nguyễn Văn Linh. Thời gian thực hiện kể từ 0 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2020. Đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và các lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết Hải Phòng, khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C, độ ẩm 80-85%. Phía Bắc thành phố nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C, độ ẩm 80-85%. Phía Nam thành phố nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C, độ ẩm 80-85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C, độ ẩm 80-85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió nam cấp 4 cấp 5, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ C, độ ẩm 80-85%. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5.